Vừa qua, Thượng tá Trần Long Khánh, trưởng công an huyện Tuy Phong, Bình Thuận cho biết, đang khẩn trương truy bắt nam thanh niên cầm dao, phóng xe lạng lách với tốc độ cao. Ngay sau đây, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi đoạn clip. Ngày 9 tháng 3, công an huyện Tuy Phong, Bình Thuận đang truy tìm nam thanh niên cầm dao, chạy xe đánh võng lạng lách và bị công an lập chốt chặn đuổi theo bắt, nhưng nam thanh niên không chấp hành. Người này tăng ga bỏ chạy, lạng lách để tránh sự truy đuổi của cảnh sát giao thông. Phải truy đuổi gần 3 km mới ép được xe của nam thanh niên này. Khi xe ngã, nam thanh niên này cầm hung khí quơ loạn xạ rồi bỏ chạy vào rừng tràm. Công an huyện Tuy Phong tạm giam giữ phương tiện truy xét thanh niên này. Được biết sự việc xảy ra vào ngày 7 tháng 3 tại DT716, xã Hòa Phú, huyện Tuy Phong, phát hiện nam thanh niên cầm dao lái xe chạy với tốc độ cao nên ra lệnh dừng xe kiểm tra nhưng người này bỏ chạy. Phóng nhanh lạng lách, đánh võng luôn là nỗi bức xúc và lo lắng cho người đi đường. Thế nhưng sở thích nguy hiểm bất chấp vi phạm pháp luật như thế này vẫn diễn ra khá phổ biến, đã hình thành nên thói quen xấu, vô văn hóa cho người sử dụng phương tiện xe gắn máy. Bên cạnh đó, việc cầm hung khí lại càng rất nguy hiểm khi tham gia giao thông. Mong rằng cảnh sát giao thông sẽ phạt nặng đối với những trường hợp này.